Ba ngành vẫn giữ được phụ cấp thâm niên sau ngày 1 tháng 7 năm 2024. Tại Nghị quyết 104 năm 2023 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Quốc hội đã thông qua chính sách cải cách tiền lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 theo tinh thần của Nghị quyết 27. Theo đó, người lao động làm việc trong khu vực công đều sẽ bị bãi bỏ phụ cấp thâm niên. Tuy nhiên, vẫn có ba ngành vẫn giữ được phụ cấp thâm niên sau ngày 1 tháng 7 năm 2024. Vậy cụ thể đó là ba ngành nào? Hãy cùng Luật Việt Nam tìm hiểu trong video dưới đây. 1. Ba ngành vẫn được giữ phụ cấp thâm niên sau ngày 1 tháng 7 năm 2024. Theo nghị quyết 27, chế độ tiền lương mới của cán bộ, công chức viên chức sẽ bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề, tuy nhiên chỉ trừ quân đội, công an cơ yếu là vẫn được giữ phụ cấp thâm niên sau ngày 1 tháng 7 năm 2024. Điều này nhằm để đảm bảo tương quan tiền lương với cán bộ công chức. Vậy những khoản phụ cấp nào sẽ bị bãi bỏ sau mùng 1 tháng 7 năm 2024? Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 tới đây, ngoài bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề thì chế độ tiền lương mới cũng bị bãi bỏ các khoản phụ cấp khác của cán bộ công chức viên chức như bãi bỏ phụ cấp chức vụ lãnh đạo do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ, bãi bỏ phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị xã hội và phụ cấp công vụ do đã đưa vào trong mức lương cơ bản, cuối cùng là sẽ bãi bỏ phụ cấp độc hại nguy hiểm do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại nguy hiểm và phụ cấp theo nghề bên cạnh các khoản phụ cấp sẽ bị bãi bỏ các khoản phụ cấp mà công chức viên chức đang hưởng vẫn sẽ được tiếp tục áp dụng bao gồm phụ cấp kiêm nhiệm phụ cấp thâm niên vượt khung phụ cấp khu vực phụ cấp trách nhiệm công việc phụ cấp lưu động phụ cấp phục vụ an ninh quốc phòng và phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang quân đội công an cơ yếu ngoài ra tới đây cũng sẽ có nhiều khoản phụ cấp được gộp lại với nhau bao gồm phụ cấp ưu đãi theo nghề gộp với phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại nguy hiểm gọi chung là phụ cấp theo nghề áp dụng đối với công chức viên chức một số ngành như giáo dục và đào tạo y tế tòa án kiểm sát thi hành án dân sự thanh tra kiểm tra kiểm toán hải quan kiểm lâm quản lý thị trường phụ cấp đặc biệt gộp với phụ cấp thu hút và phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thành phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn Ngoài ra, cán bộ công chức có thể sẽ được áp dụng khoản phụ cấp mới phân loại theo đơn vị hành chính đối với cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh. 2. Bảng lương quân đội thay đổi như thế nào khi thực hiện cải cách tiền lương? Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 tới đây, lực lượng vũ trang sẽ được xây dựng 3 bảng lương gồm một bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm. Một bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an. Một bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an Tuy nhiên, bảng lương sẽ vẫn giữ lương quan tiền lương giữa lực lượng vũ trang và công chức hành chính hiện nay. 3. Bãi bỏ phụ cấp thâm niên, lương công chức có giảm. Đối với công chức, viên chức công tác lâu năm, phụ cấp thâm niên chiếm một phần quan trọng trong thu nhập hàng tháng. Khi mà có người được hưởng phụ cấp thâm niên đến 40% tiền lương, không những vậy đây còn là sự ghi nhận cho những năm gắn bó, nỗ lực cùng ngành. Việc cắt bỏ khoản này khi cải cách tiền lương khiến nhiều người tỏ ra vô cùng đối tiếc, đồng thời cũng lo lắng thu nhập hàng tháng sẽ giảm đi. Tuy nhiên, công chức viên chức có thể hoàn toàn yên tâm, bởi theo tinh thần của Nghị quyết 27, các cơ quan chức năng sẽ thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới, theo nguyên tắc đảm bảo không thấp hơn tiền lương hiện hưởng. Theo thông tin từ Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ, sự kiến tiền lương bình quân chung của cán bộ công chức viên chức từ mùng 1 tháng 7 năm 2024 sẽ được tăng khoảng 30% tính cả lương cơ bản và phụ cấp. Từ năm 2025, bảng lương sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm bình quân khoảng 7% trên năm. Trong đó, tiền lương thấp nhất của cán bộ công chức viên chức sẽ cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp như vậy trên đây là cập nhật của Luật Việt Nam về ba ngành vẫn giữ được phụ cấp thâm niên sau ngày 1 tháng 7 năm 2024. Nếu thấy video này hữu ích với bạn, đừng quên bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được thông tin về các chính sách pháp luật mới nhất.